ra môi trường, rồi tổ chức thực hiện các cái mục tiêu chiến lược bằng cái việc gì ạ? Bằng cái việc là phân phối các cái nguồn lực để làm thế nào để đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra, giúp cho doanh nghiệp có thể ổn định. Vậy thì nói cụ thể lại thì hoạt động chiến lược là một cái phương pháp mà theo đó thì hoạt động các cái mục quản trị các cái mục tiêu thì nó dựa vào cái việc phân tích đánh giá môi trường, và chúng ta sẽ làm thế nào đó để sử dụng các nguồn lực một cách hợp lý giúp cho giúp chúng ta có thể đạt được mục tiêu trong cái khoảng thời gian mà chúng ta đã định ra, với cái mục đích là chúng ta sẽ tạo ra được sự ổn định và phát triển tốt hơn cho doanh nghiệp. Như vậy hoạt động chiến lược là hoạt động mà chúng ta quản trị các cái hoạt động của mình, không phải là theo chủ quan, theo duy trì, mà chúng ta sẽ dựa vào các cái quy luật khách quan. Vấn đề quan trọng là chúng ta liệu có phát hiện ra các quy luật khách quan để chúng ta có thể định ra các mục tiêu và sử dụng các nguồn lực sao cho nó hợp lý hay không. Thì đó là cái trách nhiệm của cái việc mà chúng ta nâng cao về kỹ thuật về quản trị. Vậy quản trị chiến lược thì nó liên quan đến những vấn đề gì? Quản trị chiến lược là nó liên quan đến việc chúng ta sẽ xác định và chúng ta sẽ theo đuổi những cái ngành nghề, những cái lĩnh vực, hay là nói một cách khác là chúng ta theo đuổi cái hoạt động gì. Chúng ta sẽ hiểu được cái môi trường kinh doanh và bắt buộc là chúng ta sẽ phải phân tích đánh giá và hiểu được cái môi trường kinh doanh. Và từ cái môi trường kinh doanh thì chúng ta sẽ kết hợp với lại gì ạ? Với lại cái điều kiện chúng ta để đưa ra các cái mục tiêu tổng thể, mục tiêu dài hạn. Từ cái mục tiêu tổng thể dài hạn, chúng ta sẽ phân thành các mục tiêu ngắn hạn cho từng giai đoạn. Rồi với cái mục tiêu dài hạn và ngắn hạn như vậy thì chúng ta sẽ đưa ra các chính sách, cái cách thức để sử dụng các nguồn lực làm thế nào đó để giúp cho cái hoạt động chúng ta nó đạt được cái mục tiêu. Như vậy hoạt động chiến lược nó sẽ bao gồm 6 vấn đề chính. Thứ nhất là là xác định cái sứ mạng mục tiêu của mình. Thứ hai là là phân tích môi trường để đánh giá và đưa ra được các cái mục tiêu ngắn hạn và dài hạn. Cái thứ ba là là sẽ thiết lập một cái hệ thống mục tiêu, và thứ năm là thiết lập một hệ thống chính sách, thứ sáu là phân bổ các nguồn lực, và thứ bảy là kiểm soát các cái hoạt động của chúng ta. Trong 7 hoạt động đó thì 6 hoạt động chính mà chúng ta sẽ phải lưu ý đó là gì ạ? Đó là xác định sứ mạng, xây dựng hệ thống mục tiêu dài hạn, hệ thống mục tiêu ngắn hạn, xác định các chính sách, rồi phân bổ các nguồn lực. Phần thứ hai thì chúng ta nói đến cái tiến trình của hoạt động chiến lược. Tiến trình của hoạt động chiến lược là cái cách thức, trình tự, các bước đi để chúng ta thực hiện một cái hoạt động về quản trị chiến lược. Trong hoạt động của quản trị chiến lược thì nó gồm 3 phần chính, 3 cái nội dung chính. Nội dung thứ nhất là nội dung chúng ta hoạch định và xây dựng cho được chiến lược mà chúng ta sẽ thực hiện nhắm tới trong tương lai. Và thứ hai là quá trình mà chúng ta sẽ tổ chức thực hiện để hướng đến cái mục tiêu chiến lược. Và cái hoạt động thứ ba là hoạt động kiểm tra đánh giá để cái hoạt động chúng ta nó luôn luôn phù hợp với lại cái hoàn cảnh trong thực tiễn. Thì ba cái nội dung này, trong ba nội dung này thì cái nội dung thứ nhất là cái nội dung đi trước, cái nội dung thứ hai và nội dung thứ ba thì nó gắn liền với nhau trong suốt cái quá trình thực hiện. Cái việc mà xác định, phân tích đánh giá để tạo ra được cái chiến lược là cái vấn đề mà chúng ta cần phải thực hiện ngay từ ban đầu. Rồi quá trình thực hiện và kiểm tra giám sát thì nó luôn đi kèm với nhau. Ba cái nội dung này nó sẽ được thể hiện thành một cái
một cái sơ đồ như sau. Đây là cái sơ đồ với gồm 3 cái nội dung chính của hoạt động chiến lược ạ. Như vậy, và hoạt động đầu tiên là chúng ta sẽ đánh giá lại mục tiêu chiến lược của chúng ta. Đây là đối với các doanh nghiệp đã tồn tại khi chúng ta xác định là một cái mục tiêu mới. Còn đối với các doanh nghiệp mà mới lần đầu xuất hiện thì vấn đề của chúng ta là bắt đầu từ cái việc phân tích và đánh giá để tìm kiếm các mục tiêu. Còn đối với các doanh nghiệp đã tồn tại thì chúng ta sẽ soát xét lại các cái định hướng, và từ các định hướng đó chúng ta sẽ phân tích các môi trường để từ đó thì đưa ra các mục tiêu mới. Như vậy, cái bước thứ nhất thì chúng ta, cái nội dung thứ nhất thì chúng ta sẽ phân tích đánh giá môi trường. Và phân tích đánh giá môi trường ở đây thì gồm có môi trường bên ngoài và môi trường bên trong. Việc phân tích môi trường bên ngoài là chúng ta để tìm ra cơ hội hay là nguy cơ đối với cái hoạt động của chúng ta, cái ngành nghề mà chúng ta chọn. Phân tích môi trường bên trong là đánh giá cái năng lực của chúng ta, là điểm mạnh của chúng ta khi tham gia vào các cái hoạt động trong lĩnh vực đó. Tổng hợp của hai vấn đề này thì chúng ta sẽ xác định các mục tiêu chiến lược. Từ các mục tiêu chiến lược thì chúng ta sẽ đưa ra các cái chiến lược để thực hiện hướng đến các cái mục tiêu đó. Và sau khi đưa ra nhiều cái mục tiêu, nhiều cái chiến lược thì chúng ta sẽ lựa chọn cái chiến lược mà nó phù hợp nhất. Từ cái lựa chọn phù hợp chiến lược nhất thì chúng ta sẽ tổ chức thực hiện cái chiến lược đó, bao gồm những vấn đề phân đoạn về chiến lược, rồi định ra các mục tiêu ngắn hạn và phân bổ các nguồn lực để thực hiện các cái mục tiêu này. Trong suốt cả cái quá trình từ cái việc đánh giá môi trường cho đến việc thực hiện thì chúng ta sẽ luôn luôn gắn với môi trường bằng cái việc kiểm tra, đánh giá, so sánh để xem các cái mục tiêu của chúng ta, các cái tổ chức hoạt động của chúng ta nó có phù hợp thực hiện hay không. Nếu nó phù hợp thì chúng ta sẽ tiến hành. Nếu nó không phù hợp thì chúng ta phải tìm ra nguyên nhân, và từ nguyên nhân thì chúng ta tìm ra các giải pháp khắc phục. Thì đó là cái tiến trình để thực hiện về chiến lược. Và như vậy thì một cái yêu cầu rất quan trọng mà đóng cái vai trò rất là quyết định đến cái việc thành công hay không, đó là chúng ta phải tạo ra được, phải đánh giá và tạo ra được cái, xác định được cái mục tiêu cũng như là cái chiến lược mà chúng ta theo đuổi. Và nếu như chúng ta xác định mục tiêu sai, nếu chúng ta lựa chọn chiến lược sai thì cái sai này nó sẽ làm cho toàn bộ hoạt động chiến lược của chúng ta bị đổ bể. Còn nếu chúng ta chọn được mục tiêu đúng, chúng ta là chọn được cái chiến lược đúng, thì điều đó cũng chưa có thể khẳng định là chúng ta có thể thành công. Nó còn phụ thuộc vào cái khả năng biến cái ý tưởng của chúng ta, biến cái kế hoạch của chúng ta trong thực tiễn, đó là cái cách thức tổ chức để thực hiện. Thì đó là cái nội dung về tiến trình của quản trị chiến lược. Và các cái nội dung của cái tiến trình thực hiện chiến lược này chính là các cái phần của quá trình mà chúng ta nghiên cứu về môn quản trị chiến lược này. Trong đó cái việc mà phân tích và đánh giá về môi trường kinh doanh là một trong những cái mục tiêu rất quan trọng mà chúng ta sẽ nhắm tới. Nội dung thứ ba mà giới thiệu với các bạn đó là các cấp độ chiến lược. Nói về chiến lược thì đó là các mục tiêu chung và mục tiêu tổng thể. Tuy nhiên còn nó có ở nhiều cái mức độ khác nhau. Và trong chiến lược thì người ta chia thành 3 nhóm mức độ chiến lược. Cái nhóm thứ nhất là chiến lược tổng thể, hay còn gọi là chiến lược kinh doanh của công ty, cấp công ty. Ở cấp này, ở chiến lược tổng thể này thì doanh nghiệp sẽ định hướng trong cái việc là chúng ta sẽ tham gia những ngành nghề, lĩnh vực nào, những thị trường chính nào. Việc định hướng chiến lược ở cái cấp độ tổng thể này nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cái hoạt động của chúng ta. Cái nhóm chiến lược thứ hai là nhóm chiến lược cấp đơn vị kinh doanh. Về mặt nguyên tắc, đây là cái quá trình triển khai các cái chiến lược chung cụ thể với những mục tiêu cụ thể ở từng đơn vị. Ta lấy ví dụ, thí dụ như chiến lược phát triển của công ty là phát triển chiến lược đa ngành, từ chiến lược đơn ngành hay là chiến lược tập trung sang chiến lược đa ngành, thì đó là chiến lược chung, chiến lược tổng thể.
Và trong cái đa ngành đó thì người ta sẽ nhắm đến những cái ngành nghề ABC cụ thể nào là quan trọng nhất. Thì đó là chiến lược chung. Và từ chiến lược chung đó thì ở từng bộ phận sẽ có cái chiến lược cụ thể riêng. Chiến lược cụ thể riêng của từng bộ phận thì nó sẽ là cụ thể hóa của chiến lược chung. Có nghĩa là nếu chúng ta ở trong cái ngành mà được lựa chọn là ngành chủ lực thì chúng ta sẽ có một cái phương pháp, có một cái định hướng, có những cái cách thức để thực hiện đạt được cái mục tiêu của công ty. Còn nếu giả sử chúng ta là cái ngành nghề và cái lĩnh vực mà không phải là lĩnh vực ưu tiên thì với cái nguồn lực bị giới hạn, với những cái mục tiêu đã được định ra như vậy thì chúng ta sẽ có một cái chiến lược sao cho nó phù hợp với cái điều kiện chung của công ty. Còn cái nhóm chiến lược thứ ba là nhóm chiến lược chức năng hay gọi là chiến lược cạnh tranh để thành công. Nhóm chiến lược thứ ba này là chiến lược trong từng lĩnh vực cụ thể. Lĩnh vực cụ thể, ví dụ như lĩnh vực tài chính, lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực tài chính nhân lực, rồi là marketing sản xuất vân vân. Chiến lược chức năng ở đây là cái cách thức làm thế nào để chúng ta có thể cạnh tranh thành công theo cái mục tiêu chung của công ty. Chúng ta lấy ví dụ, thí dụ như là chúng ta xác định là chúng ta tham gia vào lĩnh vực sản xuất ô tô chẳng hạn. Đó là cái định hướng chiến lược chung. Vậy thì chiến lược chức năng ở đây là chúng ta sẽ phải đưa ra là chúng ta sẽ phát triển loại sản phẩm gì và cái việc cạnh tranh giá ra sao, xây dựng thương hiệu như thế nào. Thì những cái vấn đề liên quan đến giá, đến gì ạ, đến marketing, đến nguồn tài chính như thế nào để thực hiện được cái việc là chúng ta tham gia vào lĩnh vực sản xuất ô tô, gọi là chiến lược chức năng đấy. Và phần chiến lược chức năng này thì chúng ta đã học nghiên cứu sâu ở từng lĩnh vực, thế như là vấn đề marketing, vấn đề nhân lực, vấn đề về tài chính vân vân. Từ cái định hướng chung như vậy thì mỗi một cái lĩnh vực của tài chính làm thế nào để có thể đạt được cái hướng mục tiêu mà công ty đã đề ra, marketing phải làm như thế nào, rồi là sản xuất phải làm ra sao, thì đó là cái nhóm chiến lược cạnh tranh trong kinh doanh hay còn gọi là chiến lược chức năng. Vì trong khuôn khổ của cái hoạt động của môn quản trị chiến lược này thì chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào cái nhóm chiến lược cấp công ty, còn chiến lược cạnh tranh và chiến lược đơn vị kinh doanh thì chúng ta không đi sâu vào nghiên cứu mà nó ở các cái học phần khác chúng ta sẽ đã được giảng dạy hoặc là sẽ học trong tương lai. Thì đó là chúng ta nói đến là các cái cấp độ của quản trị chiến lược. Phần về cấp độ quản trị chiến lược này có bạn nào hỏi gì không ạ? Alo. Alo. Dạ không thầy ơi. Không. Không hỏi thì gay quá nhỉ. Rồi cuối cùng thì chúng ta sẽ chuyển sang nội dung thứ hai lớn, đó là gì ạ? Đó là vai trò và ý nghĩa của hoạt động chiến lược trong công ty. Vậy thì hoạt động chiến lược ở trong công ty để làm gì, hay nói khác là trong đơn vị, là sao chúng ta lại cần hoạt động chiến lược? Về mặt nguyên tắc thì chúng ta thấy rằng hoạt động chiến lược là hoạt động mà chúng ta mang tính định hướng lâu dài để giúp cho doanh nghiệp có thể phát triển ổn định. Và từ cái mục đích đó thì chúng ta cũng thấy rằng là hoạt động chiến lược là một hoạt động cần thiết ạ. Nó cần thiết là bởi vì nếu chúng ta không phân tích và đánh giá môi trường một cách thấu đáo thì chúng ta có thể không chủ động ứng phó được với những thay đổi của môi trường. Và bởi vậy cho nên là cái việc mà phải đưa ra những cái định hướng cho tương lai là rất cần thiết, bởi vì đôi khi những cái điều kiện thuận lợi của giai đoạn này nó sẽ không phải là điều kiện cho giai đoạn trước, à giai đoạn tới. Bởi vậy cho nên những gì mà chúng ta có thể đạt được hôm nay có thể là không tốt đẹp ở tương lai.
Do đó cái việc định hướng chiến lược là rất cần thiết, mà để làm được những vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ phải am hiểu, đánh giá về môi trường. Thì hoạt động chiến lược là hoạt động mà chúng ta sẽ cần phải đánh giá và phân tích để tìm ra cái bản chất và cái xu hướng hoạt động của môi trường. Thứ hai là cái cách thức mà chúng ta quản lý theo cái việc là gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với những điều kiện biến đổi của môi trường theo hướng là tìm kiếm những vấn đề thay đổi bản chất. Nó sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận một cách chính xác hơn đến cái điều kiện hoàn cảnh của chúng ta, và cái điều kiện cái cách thức về vận hành như thế này nó sẽ giúp cho chúng ta được chủ động hơn trong cái vấn đề ứng phó với lại các cái điều kiện kinh doanh. Ta lấy ví dụ như là mặc dù hiện nay thì chúng ta đang phát triển kinh doanh ô tô đang giai đoạn là bùng nổ đấy. Tuy nhiên thì trên thế giới nó đã dần xuất hiện một cái xu hướng, đó là cái ngành vận tải nói chung và ngành ô tô nói riêng thì sẽ đi theo một cái xu hướng hoàn toàn mới, và xu hướng này nó sẽ là xu hướng chính của tương lai. Đó là gì ạ? Đó là sản xuất và kinh doanh các loại xe sử dụng cái năng lượng thân thiện thay vì năng lượng động cơ đốt trong nhiên liệu sử dụng nhiên liệu hóa thạch như trước đây. Ở Việt Nam chúng ta thì có vẻ như việc sản xuất và kinh doanh xe ô tô chạy bằng năng lượng đốt trong đang rất thịnh hành và phát triển. Tuy nhiên về tương lai thì ngành này sẽ có những thay đổi đột biến. Những cái loại xe mà bây giờ chưa xuất hiện hoặc ít xuất hiện thì sẽ là dòng xe của tương lai, chứ không phải là cái dòng xe mà chúng ta đang sử dụng hiện nay. Trong vòng 5 đến 10 năm tới thì các dòng xe hybrid hoặc là dòng xe chạy điện sẽ dần phổ biến ở Việt Nam, và nó sẽ càng phổ biến hơn trên thế giới. Và với cái sự biến đổi môi trường như vậy thì rõ ràng là các nhà sản xuất và chế tạo ô tô bên cạnh là vẫn tiếp tục khai thác cái thị trường động cơ đốt trong thì sẽ phải chuyển hướng trong vấn đề xây dựng cái chiến lược để phát triển cái dòng ô tô chạy bằng năng lượng thân thiện, có thể là dòng ô tô chạy điện hoặc là ô tô chạy bằng năng lượng hydro vân vân. Nói chung là bức tranh về sản xuất và kinh doanh xe ô tô của tương lai là nó sẽ rất khác với hiện nay. Người ta dự báo là trong vòng khoảng cỡ 15 năm nữa thì bộ mặt về sản xuất xe ô tô trên thế giới sẽ hoàn toàn thay đổi. Ví dụ cụ thể đó là từ châu Âu thì bắt đầu từ năm 2035 thì sẽ cấm hoàn toàn cái việc sản xuất và kinh doanh xe ô tô chạy bằng năng lượng hóa thạch hiện nay đấy. Tiên phong thứ hai là nước gần chúng ta, Trung Quốc cũng dự kiến là đến năm 2030, 35 thì cũng sẽ không sản xuất các loại xe ô tô động cơ đốt trong. Bây giờ là năm 2021 rồi, 14 năm nữa thì bộ mặt này sẽ hoàn toàn thay đổi đấy. Và điều đó thì rõ ràng là 14 năm cũng là một khoảng thời gian khá dài để các doanh nghiệp có thể chuyển đổi. Và có thể các nước đi sau công nghệ thấp hơn thì vẫn còn khoảng thời gian dài hơn. Nhưng nói chung là nếu như doanh nghiệp nào, các doanh nghiệp mà không bắt kịp với cái xu hướng thời đại như vậy thì sẽ bị loại ra khỏi thị trường. Thì đó là cái điều mà chúng ta thấy là cái thực hiện cái công tác quản trị chiến lược là một vấn đề rất là cần thiết đấy. Và thứ ba thì mô hình về quản trị chiến lược nó đã phát huy những cái giá trị của nó trong cái hoạt động của các doanh nghiệp nói riêng và của các tổ chức nói chung. Và điều đó nó sẽ mang lại cho các doanh nghiệp cái sự phát triển ổn định hơn và đúng đắn hơn. Thì đó là những cái lý do mà tại sao cái hoạt động quản trị chiến lược nó lại là cần thiết.
cho các doanh nghiệp nói riêng và các cái tổ chức nói chung. Vậy thì các doanh nghiệp nào là không cần, có cái doanh nghiệp nào không cần không, có cái hoạt động nào không cần đến hoạt động chiến lược không? Hoạt động chiến lược về mặt nguyên tắc thì nó sẽ cần cho tất cả các tổ chức, các đơn vị, kể cả các cá nhân, nhưng nó có một cái điều kiện tiên quyết, đó là gì? Đó là chỉ có những đơn vị, những tổ chức mà mong muốn tồn tại lâu dài, phát triển ổn định thì mới cần đến hoạt động chiến lược. Còn nếu các doanh nghiệp, các tổ chức mà không định hướng đến phát triển ổn định lâu dài thì rất có thể họ sẽ không cần đến cái hoạt động chiến lược. Thí dụ như là các doanh nghiệp lập ra để đối phó chẳng hạn thì họ chả cần đến chiến lược đó. Thì đó là chúng ta nói đến cái sự cần thiết và tại sao lại cần đến cái hoạt động chiến lược. Hoạt động chiến lược là giúp cho chúng ta phát triển ổn định hơn, phát triển ổn định hơn. Sự phát triển ổn định hơn là nhờ vào việc chúng ta chủ động ứng phó với môi trường, với những thay đổi của môi trường. Hoạt động chiến lược nó cũng giúp cho chúng ta gắn với lại cái sự quan tâm của xã hội và các tổ chức hữu quan. Là vì trong cái quá trình mà nghiên cứu và phân tích và đánh giá môi trường như vậy, chúng ta có các số liệu, chúng ta có các minh chứng và nó có cơ sở khoa học để cho chúng ta có thể thành công. Và chính những cái cơ sở đó là những tài liệu, những cái minh chứng là cơ sở để chúng ta có thể kết nối với các tổ chức và cá nhân để tìm kiếm các cái sự hỗ trợ cũng như sự đồng hành trong tương lai. Và hoạt động chiến lược thì về mặt nguyên lý là nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tăng được hiệu quả kinh doanh nhờ vào cái sự phù hợp giữa hoạt động của chúng ta với môi trường kinh doanh. Vậy hoạt động chiến lược có những ưu điểm gì? Trên màn hình là những ưu điểm chính của hoạt động chiến lược khi chúng ta thực hiện đấy. Đó là chúng ta xác định được mục tiêu, xác định được các cái kế hoạch, chúng ta biết trước được các điều kiện, dự báo được các điều kiện để chúng ta chủ động trong hoạt động sản xuất và kinh doanh. Chúng ta cũng nhìn nhận rõ hơn về các đối thủ cạnh tranh và chúng ta cũng sử dụng các nguồn lực sao cho nó có tính hiệu quả nhất. Tổng hợp của tất cả những vấn đề này đó là chúng ta đang tạo ra một cái sự ổn định và phát triển bền vững hơn cho tổ chức của mình. Tuy nhiên ưu điểm nó chỉ là một mặt của hoạt động chiến lược thôi ạ. Ngoài những ưu điểm như vậy thì chiến lược cũng gặp phải một số các khó khăn. Và đó là cái mặt trái của cái hoạt động chiến lược. Cái mặt trái đó là gì ạ? Đó là chúng ta sẽ cần phải tốn kém về thời gian và chi phí. Để thực hiện chiến lược, chúng ta cần phải thời gian lâu dài và chúng ta sẽ cần đến rất nhiều các loại chi phí. Ví dụ như là, lấy ví dụ như chúng ta để đầu tư phát triển cây cao su chẳng hạn, chúng ta sẽ phải bỏ ra chi phí ban đầu, chi phí tồn tại và 8 năm sau thì chúng ta mới bắt đầu có được cái nguồn thu để bù đắp. Như vậy trong vòng suốt 8 năm gần như là toàn bộ chi phí chúng ta. Bởi vậy cho nên là nếu đầu tư phát triển cao su chẳng hạn thì chúng ta cần rất nhiều thời gian và chi phí đấy. Và đó cũng là một trong những lý do mà làm cho tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai gặp phải khó khăn trong thời gian qua, là bởi vì họ đã bỏ ra một cái khoản tiền rất lớn để đầu tư lĩnh vực cao su. Họ trồng đến gần 10.000 hecta cao su. Chi phí cải tạo đất, chi phí trồng trọt, chi phí chăm bón và phải chờ đến 8 năm. Trong 8 năm đó lại tiếp tục đổ tiền vào. Với cái nguồn tiền khổng lồ như vậy, nó sẽ đã làm cho Hoàng Anh Gia Lai không có đủ dòng tiền để duy trì cái hoạt động của mình. Và là một trong những nguyên nhân làm cho cái tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai trong thời gian vừa qua lún sâu vào nợ nần. Do đó nếu chúng ta mà không tính toán đúng về các cái yêu cầu hoạt động chiến lược thì chúng ta sẽ phải gặp phải những cái rủi ro rất là lớn, do đó hoạt động chiến lược thì cần phải được tính toán và chúng ta có đủ nguồn lực thì chúng ta mới có thể thực hiện các hoạt động chiến lược. Thứ hai là đôi khi chúng ta lại quá quan trọng trong cái vấn đề gì ạ?
là xây dựng chiến lược mà lại không thực hiện đúng trong cái quá trình mà chúng ta thực hiện. Đôi khi thì chúng ta bị cuốn theo cái yếu tố gọi là đâm lao theo lao, mặc dù là gì ạ, chúng ta đã không thực hiện đúng cái yêu cầu của hoạt động hay là xác định sai về cái hoạt động chiến lược. Cái lợi bất lợi thứ ba đó là gì ạ? Đó là hoạt động chiến lược sẽ vô cùng nguy hiểm nếu như chúng ta xác định sai về mục tiêu, về định hướng chiến lược. Vì ảnh hưởng của hoạt động chiến lược là rất lớn, vì chúng ta phải đầu tư với khoảng thời gian lớn và chi phí lớn. Và nếu sai thì rất là khó sửa chữa về mặt chiến lược. Ta lấy ví dụ như là chọn sai ngành nghề học của chúng ta chẳng hạn. Chúng ta bỏ ra 4-5 năm trời để học và đến lúc nhận ra là chúng ta không phù hợp với lĩnh vực của ngành nghề đó, quả thật là tai hại. Và thứ tư là chúng ta chỉ tập trung vào vấn đề là xây dựng chiến lược mà cái quá trình thực hiện kiểm soát chiến lược lại không tốt. Có thể làm cho dễ, làm cho cái mục tiêu có thể đúng, nhưng mà quá trình thực hiện không đúng thì hậu quả của nó cũng chẳng khác gì là xác định sai. Và cái yếu tố cuối cùng, cái nhược điểm cuối cùng của hoạt động chiến lược, đó là chúng ta phải đầu tư rất lâu mới nhìn thấy được cái hiệu quả của nó. Đôi khi thì hoạt động chiến lược có thể là rất là đúng, nhưng mà cái khả năng để có thể đạt được cái mục tiêu cuối cùng thì rất là khó khăn. Khoảng thời gian dài đó, đôi khi chúng ta không đủ nguồn lực, đôi khi chúng ta không đủ kiên nhẫn, và hoạt động chiến lược thì nó lại đòi hỏi chúng ta là phải có nguồn lực lớn và phải có đủ kiên nhẫn. Do đó những hoạt động mang tính ngắn hạn hoặc là cái tâm lý và bóc ngắn cắn dài hay là gì ạ, hay là nhìn thấy ngay trước mắt thì nó sẽ không phù hợp với cái hoạt động chiến lược. Người ta thường khó khăn trong cái việc là phải chờ đợi lâu dài để đạt được cái kết quả cuối cùng. Thì đấy là những cái ưu nhược điểm của hoạt động chiến lược. Bởi vậy cho nên là hoạt động chiến lược mặc dù nó mang lại chúng ta rất nhiều lợi thế, nhưng đây thực sự là một hoạt động khó khăn. Nó càng khó khăn hơn là khi môi trường nó luôn luôn thay đổi, và môi trường thay đổi như vậy đôi khi nó làm cho dẻ, làm cho các cơ sở định giá, cơ sở đánh giá của chúng ta nó bị thay đổi theo, và nó làm cho dẻ, làm cho cái mục tiêu mà chúng ta xác định là vô cùng khó khăn. Thì đấy là một số các nội dung chính của cái chương thứ nhất về tổng quan hoạt động chiến lược. Xin giới thiệu với các bạn. Và với phần này thì chúng ta sẽ kết thúc cái chương thứ nhất ở đây. Buổi học thứ hai vào hình như là thứ sáu à, thì chúng ta sẽ chuyển sang chương thứ hai là chương về các loại chiến lược căn bản trong hoạt động chiến lược. Chiều nay thầy sẽ gửi các tài liệu cho lớp để các bạn đọc trước và chuẩn bị về phần nội dung để tiếp thu sao cho nó tốt hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết thúc buổi học sáng nay ở đây. Có bạn nào có ý kiến gì không? Alo? Dạ không ạ. À. Không. Vâng thôi, vậy thì chúng ta tạm thời kết thúc ở đây. Chúc các bạn buổi học đầu tiên vui vẻ và có nhiều năng lượng để...